Xin chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số mặt hàng vừa mới về để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc nha. Gồm khế, u sữa, ổi, nguyệt quế, cần thăng, linh sam. Thì rất là nhiều cây mà thuần chậu, rất là khỏe cho cô chú anh chị mình dễ chăm nha. Thì số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Đúng rồi, hàng này thì nói chung thì về mình trưng Tết luôn, ok. Cây mã số 1B, đây là cây khế chua nha cô chú anh chị. Không, hàng cây đó thì vận chuyển hầm dễ rụng cho nên không giao lưu nữa ha. Cây có chiều cao là được 67. Khế này vị chua nha, dòng này dòng khế gân. Tàn 75. Chi tai cực kỳ lớn nha, nuôi một cây như thế này cũng rất là mất nhiều thời gian ha. Hàng ghim đó, dạng như lũa. Chi này là 15. Cứng không? Sành cứng hết rồi, xử lý tới thịt rồi. Chét keo liền sẹo vô cho mình. Em đo chỗ này là được 50. Tổng dòng đế như thế này là 110. Đo rồi. Nè, nó có những cái quýt lũa như thế này nè. Này tụi em bó bầu vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi, chậu này em bó bầu vận chuyển 1B, em giao lưu với giá là 2.800.000 đồng bao phí ship. 2.800.000 bao phí ship nha. Mặt số 2. Mặt số 2 em có một cây gòn. Trong em gọi là cây gòn nha. Còn vùng ngoài nó có cái tên gọi khác nữa mà em không nhớ rõ. Cây cao là 55. Cái gì? Cây gạo hả? Tàn tổng là 75. Bông gòn á. Dạ. Gòn là bông. Chơi bonsai có đế, chậu này là chậu xưa nè. Lá này mình có thể già dùng làm nhang mình đốt á. Mặt cắt kéo mạnh lắm. Em đo rồi trừ hao dây kẽm ra cho mình nha. Là 28 đi. Tính 28 ha, cho đẹp. Dòng đế này là 75. Có trái chưa? Cái này hồi đó thì nó có trái rồi nhưng mà lên lọc này thì chưa. Chậu luôn á. Dạ chậu luôn, chậu này là chậu xưa đó. 2B. Em giao lưu bao phí ship cây gòn này có giá là 1.500.000. 1.500.000 luôn chậu. Hàng độc lạ nha cô chú anh chị. 1.500.000. Hàng vận chuyển cận ngày Tết thì cô chú anh chị mình thông cảm giúp em nha. Hàng nó sẽ đi chậm so với 1-2 ngày so với bình thường. Cây cần thăng mã số 3B. Hàng một cốt tông cao. Cây này chiều cao 78. Tàn em đo chỗ lớn nhất là 48. Cần cù thăng tiến. Mã 3B nha cô chú anh chị. Cốt cành nuôi ra khá lớn rồi nha. Một thân một cốt. Quanh thân cây này em báo là được 33. Cây cực kỳ già nha, đế đặc. Còn cô chú anh chị nào không lấy chậu thì bên em sẽ giảm lại 200. Tại vì khi giao lưu thì em mua của người ta thì có chậu luôn. Chậu này thì nói chung nó cũng ok ha. 3B, em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình cây cần thăng này luôn. Chậu là 1.800.000.
1,8 triệu. Luôn chậu không chậu thì trừ ra 200 là 1,6 triệu. Bao toàn quốc. Mã số 4B. Cây cần thăng. Cây này có giá là 2,5 triệu bao phí ship nha. Cây cao tổng 45. Tàn tổng 60. Rộng tàn 35. Cây cực kỳ già, đế đẹp ha. Hàng này về mình chơi Tết luôn. Cô chú anh chị mình giao lưu luôn chậu thì về khỏi cần sang chậu, khỏi cần đi mua chậu. Cây dữ lắm già. Cốt lớn như thế này thì kiếm cũng khá là khó ha. 38 hoành thân. Tổng 55. Mã 4B. Em giao lưu bao phí ship luôn chậu là 2,5 triệu. Lưu ý dùm em nha cô chú anh chị, hàng Tết nó nhiều cho nên chậm dùm em 1-2 ngày nha, so với tiến độ bình thường nha cô chú anh chị. Có gì thì liên hệ em, em sẽ hỗ trợ vừa xử lý. Nói chung là tất cả hàng của tụi em đều gửi đi kịp trong Tết hết. Dạ đúng rồi. Tầm lối 20, 23, 22 là em nghỉ rồi. Đặng cho hàng tất cả đều đến tay cô chú anh chị mình trước Tết. 68 là cao. Tàn 65. Cây vú sữa lò rèn. Hàng nuôi thuần chậu nha. Cây mã số 5B. Lò rèn. Dạ. Hàng có một vết lũa tại đó. Chóc da. Ta xử lý keo. 22 là hoành thân. Cụ đế 40. Về gỡ bỏ băng keo ốm sang chậu khác giúp em ha. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình, giá là 1,3 triệu. Mã 5B 1,3 triệu bao phí ship. Mã số 6B. Cây ổi tàu. Đường thân co lắc, bay khá là xa ha. Cao cây 35. Ổi này hiện tại là đang trong tình trạng ôm nụ chuẩn bị cho trái nha. Tàn cây 75. Chuẩn bị lên nụ. Mấy cái đọt non này nè là nữa chuẩn bị lên nụ, đúng rồi. Hàng này cũng rất là xiên trái cho nên cô chú anh chị mình an tâm. Trái chín khá là thơm ha. 10 là hoành thân của cây. Rồi 6B, em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình 1,000,000 đồng. Bó bầu vận chuyển 6B 1,000,000 đồng. Mã số 7B. Cây này đang lên nụ, đầy cây. Cao 42. Tàn 60. Cây này thì hiện tại là phơm tàn chuẩn rồi nha. Đường thân cây cực kỳ quái ha. Cây có đế rất là đẹp. Phơm tàn mịn. Cây có hoành thân là 14. Đế đẹp thuần chậu nha. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình, giá là 1,500,000. 1,500,000 đồng. Cây mã số 8B. Linh Sam Song Hinh. Cây dáng khá là chuẩn bonsai nha. Hiện tại là đang lên bông khá là rộ. 50 cao. Cái này ở gần cô chú anh chị mình chơi được hoa luôn nha. Tại vì nó còn nụ khá là nhiều. Tàn cây 80. Rộng tàn 45. Hiện tại chi tay cực kỳ nhạo nha. Phơm tàn mịn. Dòng này là dòng Linh Sam Song Hinh. Hoành thân cây như thế này là 20. Đế trải đẹp nha. 8B.
Em giao lưu luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình, giá là 2.500.000. Chậu đó lành nha cô chú anh chị, 8B 2.500.000 bao phí ship. Cây khá là lớn đẹp nha. Linh Sam Song Hinh, màu số 9B. Cây này có tàn là 50, cao là 28. Cây đó bán gọi mà 9B ngâu. Quanh thân cây là được 16. Cây mịn chi tay ok nha, rất rất là đẹp luôn, chuẩn cây. Vô cái chậu nữa là hết ý ha. Rồi em bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình, giá hữu nghị chỉ có 700.000 bao phí ship. Rồi, cây này là mã số 10B. Cái đó lên một cặp luôn đi, hai cây luôn. Chiều cao cây 28. Dòng Song Hinh lá trung nha cô chú anh chị. Tàn cây 47. Đường thân co lắc, đế nở khá là đều nha. Cây già nha cô chú anh chị. Hoa tím. Quanh thân em đo tại đây là được 17. Giá giao lưu em báo cũng chỉ 700.000 luôn. Nhìn form tàn nè, cực kỳ mịn, chi tay lớn nha cô chú anh chị. 700 bao ship. Mã số 11. Thân cây cực kỳ lực nha, cũng là dòng Linh Sam Song Hinh lá trung hoa tím luôn. 34, cao cây. Tàn cây 45. Quanh thân tại đây em báo là 17. Chọn gói em bao phí ship cho cô chú anh chị mình 700. Giá này em báo cực kỳ mềm rồi nha cô chú anh chị. Mã số 11B 700 bao ship, cây hàng chuẩn nha. Rồi cây mã số 12B giá cũng 700 luôn. Cây có chiều cao 24. Tàn 54. Một cốt hai thân. Linh Sam Song Hinh. Quanh thân lớn đại diện trong hai thân là được 13. Tổng thân lớn cũng khoảng 17, 18. 12B. Về sang chậu thì môi đế thêm tí xíu nữa nha, cho thân nó rõ. Cũng 700.000 đồng. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây Linh Sam 86 mã số 13B. Cây cực kỳ đẹp, lực cây nha. Cao 15. Dáng độc lạ ha. Tàn 33. Chơi dòng bonsai mini mà nuôi được một thân lớn như thế này ha, rất là mất nhiều thời gian nha cô chú anh chị. Giá thành của nó cũng không có rẻ như những cái cây cổ thụ bình thường đâu ha. Em đo tổng cái thân lớn của cây nha, trừ hao cho cô chú anh chị mình em tính 20 thôi. Em gồm luôn chậu nha, chậu này chậu mới Bát Tràng mã số 13B. Em giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình 1.200.000. 1.200.000 đồng bao phí ship mã số 13B Linh Sam 86. Mã số 14B cây me chua. Me chua hiện tại lên lọc non và cây đi như thế này thì cũng rất là khỏe. Cao cây 30. Tàn cây 48. Lưu ý giúp em hàng cận Tết chậm 1-2 ngày so với tiến độ bình thường nha. Em báo trước với cô chú anh chị mình đồng ý thì giao lưu với em ha. Rồi hoành thân cây này em báo là 22. Cụ đế này là 38. Thân cây quái rực cực kỳ nha. Em giao lưu bao phí ship 900.000 đồng trọn gói mã số 14B. Me chua.
Me chua này đã từng có trái nha, khi mà cây tự nhiên ở dưới đất ha, lên chậu này nuôi cũng lâu rồi. Lên chậu thì nó khó có trái hơn là cây nằm đất ha. Cây cao 34 cũng là dòng me luôn nha cô chú anh chị. Em đo toàn tổng được 68, rộng toàn tầm 30. Cây này dáng bay ha. Rồi, quanh thân em đo tại đây là được 18. Củ đế cũng khá là duyên nha. Em giao lưu bao phí ship cho mình nữa ha, được 900.000 đồng. Mã 15B, 900 bao ship cũng là dòng me chua luôn. 15B 900.000. 16B, một cây nguyệt quế, dòng lá xoắn hoa chùm. Cao cây là 80, tàn cây 65. Dòng này thì phơm tàn khá là đều, kính tà kính cây rồi nha. Này mua về chơi tàn chơi bông. Bông nguyệt quế thì rất là thơm. Dòng này lá già lại là cây ôm nụ cho hoa nha. Khoảng tầm 10-15 ngày là cây nó có hoa lại ha. Quanh thân cây này em báo là 30. Đường kính bầu em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình là 40. Trên cây có một cái vết sâu ăn nè. Nó ăn ở ngoài da chứ nó không có ăn vô trong nha. Qua đây, qua đây. 16B. Tình trạng cây làm sao thì em báo như vậy. Nó ăn bên ngoài không ảnh hưởng gì đến cây ha. Rồi, cây này em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị. Do tình trạng cây như vậy thì em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình giá bao phí ship tới nơi 1.300.000. 16B 1.300.000. 17B. Cây mai chiếu thủy trung nung. Cây có chiều cao là 88. Tàn cây 65. Cây khá là lớn, những cây này hàng phí cồng kềnh rất là cao nha. Cho nên khi chốt thì em báo giá sát, không giảm được cho cô chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Nếu cây cao thì em giảm xuống thì cũng vậy thôi, cô chú anh chị mình sợ mua lầm. Thì bên em ngày nào cũng lên clip, cô chú anh chị mình có thể tham khảo ha. Đo cùm bên đây trước đi nha. 35. Cái thân lớn này khoảng 20 mấy nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu này em báo chuẩn luôn là được 40. Em giao lưu bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình. Cây mai chiếu thủy này có giá là 1.000.000 đồng. Phí ship cồng kềnh rất là cao nha cô chú anh chị. Rồi, cây mai chiếu thủy mã số 18B. Hàng này hiện tại là mình vừa chơi Tết nha. Cây đang ôm nụ rất là vừa. Cao cây em báo là 70. Tàn cây em báo là 60. Hiện tại là chi tay đều hết rồi nha. Khi vận chuyển cây sẽ vài gãy vài nhánh nhỏ như thế này, cô chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Tại vì do khâu vận chuyển á, nó cũng khá là nhiều hàng. Quanh thân lớn đại diện 16. Cây hiện tại là nu đều thân. Một cây như thế này thì bên em giao lưu tới cô chú anh chị mình bao ship chỉ có giá là 600.000 thôi. 18B 600.000. Phơm tàn cô chú anh chị mình khỏi chê vào đâu được ha. 19B, cây có mùi thơm luôn nha cô chú anh chị. Hoa thơm. Cao của cây em báo là 62. Tàn của cây 58. Hoa trắng. Hoa nở quanh năm nha cô chú anh chị.
hàng cụm rừng. Cây tổng bệ là được 50. Thân lớn của cây khoảng tầm 10-12. Em bao phí ship cây này tới nơi do hàng cồng kềnh quá thì là 650.000 bao phí ship. Mã số 19B. Mã số 20B. Cây này 600. Cây có chiều cao là 70. Hàng giá cực mềm nha. 60 tổng tàng. Nhìn phơm nụ nè. Chi tay mịn lắm rồi nha. Quanh thân cây được 12. Cây già nu đều ha. 600.000 đồng bao phí ship. Mã 20B 600.000. Mã 21B. Cây này cũng 600. Cây cao 58. Tàn cây 48. Cao 58, tàn ngang 48. Quanh thân cây là được 27 tổng nha. 21B bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình, có giá 600.000. Hàng này hoa quanh năm nha. Chơi không kịp Tết thì qua Tết mình chơi tiếp. Rồi, cây mã số 22B. Cũng là dòng mai chú thủy trung nu, hàng này không ghép nha. 64 chiều cao cây. Tàn của cây 42. Cái này cô chú anh chị nào ở gần thì chơi hoa được, còn xa thì sẽ rụng nha. Mấy hoa này nó cũng hơi rộ rồi. Rồi, thân này em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình là 15. 22B 450.000 đồng bao phí ship. 450.000. Cây 23B cũng 450.000 luôn. Cây có chiều cao 62. Tàn của cây 48. Hoa thơm ha. Quanh thân cây 12. Cây thuần chậu sống khỏe. Cây mã 23B 450.000 đồng bao phí ship. Rồi một cây tùng vạn niên. Dáng đổ mã số 24B. Tàn ngang cây 40. Tàn dài 58. Cây đổ nha, tùng này có trái nha cô chú anh chị. Bông trái nó đang lên nha. Thân ước lượng này khoảng 7-8. Em bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình luôn, chậu giá chỉ 900.000 đồng. Mã 24B, chậu lành. 900.000 đồng 24B. Giá em báo cực kỳ mềm, cho nên cô chú anh chị mình an tâm mua hàng ha. Rồi mã cuối clip 25B, em có một cặp sam hương Đài Loan nha. Cái dáng giống như là một con rồng lắc lượng luôn ha. Em đo chiều cao tổng 22. Cây bên đây là 26. Hàng mini để bàn. Sam hương này thì thơm từ thân tới lá. Mấy cái tàn rừng thì em không có tỉa nha, để đó cô chú anh chị mình về tự tỉa tự chăm ha. Mình thân ước lượng luôn đi, khoảng tầm 12. Bên đây thì cũng tương đối. Cây có đế là rất là đẹp luôn. Em gửi luôn chậu 25B. Một cặp sam hương như thế này em giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình, giá chỉ 700.000. 700.000 là chưa tới vốn em nữa đó. Hồi trước em bán tới 800.000 đồng một cây. Bây giờ hai cây 700. Thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ shop em trong thời gian vừa qua. Xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn.